Thế Mira đã đi tìm gỗ, tìm phôi về để làm. Thế nhưng mà sau một thời gian đi tìm thì bảo như vậy là gỗ thì có nhưng mà nó không ưng ý, nó không được đẹp. Thế thì đành khất. Thế nhưng mà vì gia đình tôi lại thích quá, bà xã tôi bà ấy thích cái bức tranh nhưng mà máu quá, bà bảo là thôi bây giờ thế thì không thì bây giờ cứ để ở đây vậy. Xin chào, tôi là Phạm Viết Trung, giám đốc công ty Atom Auto Service. Tôi sinh ra lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Và vào năm 1994 thì bố mẹ quyết định là đưa tôi với chị gái từ trong miền Nam và sinh sống tại Hà Nội. Cho đến bây giờ thì gia đình cũng đã gây dựng được một sự nghiệp khoảng 25 năm ở trên đất Hà Thành và là một trong các công ty lớn nhất về kinh doanh lốp xe tại Việt Nam. Đối với tôi mà nói thì đây là một niềm tự hào vô cùng là hãnh diện. Vào năm 2012 thì tôi cũng có đi Mỹ một thời gian. Nhưng mà khi mà sang đến đất nước Mỹ và có một cái cuộc sống trải nghiệm học tập cũng như là nhìn thấy cuộc sống bên đó thì tôi lại cảm thấy là nhớ quê hương, nhớ bản quán, nhớ gia đình. Và tôi cảm giác rằng là ở bên gọi là đất khách quê người không có đủ cái đất để cho mình có thể là tiếp tục cái sự nghiệp kinh doanh của bố mẹ được. Cho nên là vào năm 2014 tôi đã quyết định quay trở về. Khi mà cái kinh tế của mình tốt hơn trước đây thì có thể sắm sửa được rất là nhiều thứ dành cho gia đình. Có thể mua những thứ, rất nhiều thứ liên quan đến vật chất. Nhưng mà đối với tôi mà nói thì những thứ đồ mang tính chất tinh tế và đem lại cái cảm giác hạnh phúc, an lạc cũng như là vui vẻ với cả gia đình mới là thứ mà tôi hướng đến. Tôi là Phạm Viết Lý. Tôi hiện nay là giám đốc của công ty giao khoa chuyên về ngành lốp và ắc quy cho xe ô tô. Thế và cách đây hơn 2 năm thì chúng tôi có mở một doanh nghiệp nữa là Atom Auto Service. Chúng tôi làm chuyên về bảo dưỡng, sửa chữa và làm mà dịch vụ chăm sóc xe ở Hà Nội. Có lẽ cái cơ sở đó là cái cơ sở mà theo cái chủ quan thì nó có thể là số 1, số 2 ở Hà Nội hiện nay. Thế và cái doanh nghiệp đó do con trai của tôi là Phạm Viết Trung, hiện nay là giám đốc, và tôi là chủ tịch hội đồng quản trị. Thế thì trong những trên 20 năm, khoảng 25 năm làm về ngành lốp, từ khi bắt đầu cái ngành lốp ở Hà Nội thì cái việc mà để lo cho gia đình, con cái rồi thưởng thức văn hóa, nghệ thuật thì hầu như là không có. Vì ngày đêm sáng tối đều phải lo cho công việc, lo cơm áo gạo tiền. Thế rồi đến gần đây thì khi mà con cái trưởng thành rồi, kinh tế nó cũng ổn định một chút thì mới có cái thời gian để nghĩ cái việc đó. Thế thì cách đây khoảng gần 2 năm gì đó, thế thì con trai tôi thì có nói đến chuyện là có bạn là Bùi Gia chuyên về tranh gỗ nghệ thuật đục bằng thủ công. Đấy, thế thì cũng có một chút để ý nhưng mà cũng không có mặn mà lắm. Thế cho đến một cái khi mà con trai được chuẩn bị cưới vợ thì bạn của Trung là Bùi Gia thì đem một cái bức tranh Bách Tử Đồ về để trưng. Thì khi tôi nhìn cái bức tranh Bách Tử Đồ thì tôi thấy là về cái mặt nghệ thuật, về cái mặt kỹ thuật rất là ưng, rất là đẹp. Thế sau đó tìm hiểu về cái ý nghĩa của cái bức Bách Tử Đồ á, thì tôi thấy nó rất phù hợp với lại cái việc là treo ở một cái gia đình, ở một cái nơi mà trang trọng, trong một khung cảnh trang nghiêm của một cái phòng thờ, nó mang ý nghĩa là sinh con đàn cháu đống, rồi gia đình hạnh phúc sum vầy.
Thế thì tôi thấy rất là tâm đắc. Thế thì mới nhờ Bùi Gia là được cho một bước như vậy. Thế Bùi Gia đã đi tìm gỗ, tìm phôi về để làm. Thế nhưng mà sau một thời gian đi tìm thì bảo như vậy là gỗ thì có nhưng mà nó không ưng ý, nó không được đẹp. Thế thì đành khất. Thế nhưng mà vì gia đình tôi thích quá, bà xã tôi bà ấy thích cái bức tranh, nhưng mà máu quá, bà bảo là thôi bây giờ thế thì không, thì bây giờ cứ để ở đây vậy, rồi để cái bức tranh đầu tay, bức tranh mà tâm huyết, bức tranh mà người ta đục cả 2 năm trời mà tâm huyết, người ta không dứt khoát không để cho ai, mà cuối cùng lại lọt vào tay gia đình nhà tôi, thì tôi đấy đấy cũng là một cái mà cái duyên. Thế thì từ đó thì tôi thấy tôi rất thích những cái bức tranh gỗ làm bằng tay, rồi tìm hiểu rồi thì là có thêm những cái bức khác đang nhờ Bùi Gia là để tìm hiểu được một cái câu chuyện, để tìm đến làm được một bức tranh thật ý nghĩa hơn nữa. Quý vị thân mến, và trên đây là một câu chuyện về một gia đình kinh doanh, một thế hệ đã có thể truyền tiếp và nối tiếp được những cái mong muốn cũng như là sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Trong không gian phòng thờ nhà chủ Lý và bạn Trung, chúng tôi đã tô điểm bằng một tác phẩm có tên là Bách Tử Đồ. Và tác phẩm Bách Tử Đồ này đáp ứng được mong muốn của gia đình, đó là có con đàn, cháu đống để nối dõi tông đường. Trong phòng thờ có treo thêm một bộ tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt. Đây chính là một bài học nhân sinh sâu sắc, nói về việc không nên theo đuổi những thứ mù quáng, xa rời chân lý và đạo lý của cuộc sống.